Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Tâm, hiện làm việc tại tập đoàn chăm sóc sức khỏe Sovereign Wellness. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiến lược về thịnh vượng giàu có. Thì những cái chiến lược này là nó có 7 cái chiến lược. Chúng ta muốn thay đổi cuộc đời, muốn tự do thời gian và không gian, muốn có một cuộc sống thịnh vượng thì chúng ta hãy áp dụng theo những cái công thức 7 chiến lược thịnh vượng này. Thì chắc chắn các bạn sẽ thành công và các bạn hãy nghe Tâm chia sẻ nhé. Và đây là 7 chiến lược hạnh phúc. Chiến lược thứ nhất là đặt ra mục tiêu. Nếu muốn biết tầm quan trọng của mục tiêu thì hãy nhìn vào những người không có mục tiêu mà nào trong cuộc sống. Bạn phải trả lời câu hỏi lý do bạn thực hiện được mục tiêu đó. Có mục tiêu bạn sẽ quản lý thời gian tốt hơn. Đừng làm thời gian chính cho những việc phụ và đừng dành thời gian phụ cho những việc chính. Tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu không phải là những gì bạn đạt nhận được mà là những gì bạn trở thành khi thực hiện mục tiêu đó. Ví dụ như bạn lên mục tiêu là sáng ngày mai bạn phải đi chợ, bạn phải đặt cái mục tiêu là bạn đi đến đâu và mua những gì và đi đến con đường nào mua những gì. Như như Tâm thì Tâm đặt mục tiêu đi chợ thì Tâm sẽ tính ghé ngay cái quán hàng đó, mua mua một cái món đồ đó, tiếp tục ghé ghé chỗ kia. Mình đi làm sao cho một vòng nó vừa vừa hết cái đoạn đường là mình đi mua xong rồi mình về liền, không có đi vòng do mua xong đường này cái quên cái chạy lại mua kia cái quên chạy vòng ngược trở lại thì nó sẽ mất thời gian hơn. Mình phải đặt mục tiêu là mình đi đến đó và mua mua những gì xong mình hoành về, thì như vậy thì thời gian của mình nó sẽ không có bị mất nhiều. Và tiếp tục cái chiến lược thứ hai là tìm tri thức. Một điều quan trọng trong cuộc sống là biết bạn phải cần thông tin gì và cách thức để đạt được thông tin đó. Có hai cách để kiếm tìm tri thức là khi học từ chính bản thân và học từ kinh nghiệm của người khác. Khi nảy sinh ra ý tưởng gì hay học được, nghe được gì thì hãy ghi lại. Và nếu không ghi lại thì chúng ta sẽ dễ dàng quên. Thì cái đoạn này á, Tâm cũng là cái người hay quên, cho nên là mỗi khi mà Tâm đã nghe ai nói một cái câu gì mà hay ho thì Tâm sẽ lấy bút và viết tới, Tâm Tâm ghi lại ngay. Thì khi mà mình muốn nói lên đến cái câu đó thì mình tự dưng mình sẽ nhớ lại, còn nếu không ghi thì sẽ không bao giờ nhớ được. Dành thời gian để phản chiếu cá nhân, nhớ lại sự việc và rút ra kinh nghiệm những gì mình muốn và gặp lại những gì mình muốn từ bỏ. Học từ người khác, có 3 cách để học từ người khác. Đọc những cái tác phẩm của người bạn muốn học hỏi. Số sách bạn đọc không bao giờ là quá nhiều nhưng rất có thể sẽ là quá ít. Lắng nghe những người thành công và cả những người thất bại. Quan sát thì hãy quan sát những người khác vì sự thành công để lại những dấu vết. Và chiến lược thứ ba, Jim, nếu cậu muốn thịnh vượng và hạnh phúc, học tốt bài này. Học cách làm việc cực lực cho chính mình hơn là cho công việc. Chúng ta được trả lương vì mang lại giá trị cho thị trường, vậy nên phải học điều nhiều kỹ năng để có giá trị hơn đối với thị trường. Nếu muốn mọi thứ thay đổi thì chính mình phải thay đổi. Và chiến lược thứ tư thì cái chiến lược này là làm thế nào để tự do tài chính. Nếu cậu có một kế hoạch tốt hơn, cậu sẽ có nhiều hơn. Vấn đề quan trọng không phải là bạn tiêu dùng bao nhiêu mà là bạn tiêu dùng như thế nào. Áp dụng quy luật 70 30, 70% là chi phí cho những cái vật thiết yếu, còn 30% lại là cộng 10% cho từ thiện, 10% cho vốn lưu động, kế kinh doanh, 10% thì cho tiết kiệm để chuẩn bị cho những mùa đông trong cuộc đời. Thì cái này Tâm là cũng đã áp dụng từ lâu về cái chiến lược này. Vì nếu như chúng ta mà không có áp dụng cái chiến lược 70-30 á, thì chúng ta làm mãi mãi không bao giờ mà chúng ta có được một cái đồng vốn lưu động nào và mà không có một cái đồng tiền dư nào. Và suốt cuộc đời của chúng ta thì cứ làm bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Cho nên các bạn hãy cố gắng dùng cái chiến lược 70-30 nhé. Người nghèo thì chi tiêu tiền bạc trước và tiết kiệm những gì còn lại. Còn người giàu thì tiết kiệm tiền bạc trước và chi tiêu những gì còn lại, thời gian tốt nhất để cho đi 10% từ thiện. Khi số tiền còn lại ít
trích ra 1.000 trong 10.000 để cho đi là điều dễ dàng. Nhưng nếu bạn mới có 1 tỷ, bạn sẽ cho đi 10% thì không chắc chắn cho lắm. Vì sao? Vì 100 triệu đó gọi là số tiền lớn, vì vậy bạn hãy học cách cho đi khi số tiền còn nhỏ. Và bạn nên dạy quy luật cho con bạn thời gian tốt nhất để dạy và khi bạn có được cái số tiền đầu tiên. Và tiếp theo là chiến lược thứ 5 là chiến lược quản lý thời gian. Thì thời gian quý hơn tiền bạc. Một ngày chúng ta có 24 giờ thôi. Mà chúng ta phải cố gắng trân quý cái thời gian đó. Chúng ta làm việc gì cũng phải bỏ đi những cái công việc vô bổ, vô ích. Và chúng ta hãy tận dụng những công việc gì có ích thì chúng ta tranh thủ làm. Đừng có gặp những cái người mà nói chung là không có, những người mà không có mang cái lợi ích gì cho chúng ta thì chúng ta đừng nên giao du và tiếp xúc với họ, sẽ mất thời gian của chúng ta. Khi làm hết sức, khi chơi hết mình và đừng bao giờ lẫn lộn hai thứ đó. Tập trung khi bạn viết một bức thư, hãy tập trung khi đang nói chuyện, hãy tập trung khi đang chơi, hãy tập trung đừng dành thời gian quan trọng làm việc không quan trọng và ngược lại. Và chiến lược thứ 6 thì nguyên tắc kết giao. Nếu bạn là người luôn luôn chi tiêu toàn bộ thu nhập của họ thì đó là cơ hội cực tốt để bạn trở thành người chi tiêu có thói quen vung tay quá tráng. Có hai nguyên tắc về kết giao. Gắn kết giao với những người không phù hợp, dành nhiều thời gian cho những người phù hợp. Những người xung quanh bạn có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời bạn, vì vậy hãy lựa chọn một cách cẩn thận. Thu nhập của bạn thường là bằng trung bình cộng của 5 người bạn thường xuyên tiếp xúc. Và cái chiến lược thứ 7 là học nghệ thuật sống tốt, hạnh phúc với những gì bạn có trong khi theo đuổi những gì bạn muốn. Sống một cuộc sống thịnh vượng và thiết kế một cuộc sống mà bạn mong muốn và sống đời sống đó. Đừng lãng phí dù chỉ một đồng 25 xu. Hãy mua những thứ có giá trị, những thứ có ấn tượng với một người thông minh. Thì thà có ít thứ ấn tượng còn hơn là có nhiều những thứ linh tinh. Đúng không các bạn? Câu này rất là chính xác. Thà bạn mua một cái quần áo đẹp và chất lượng thì bạn bận lên thì nó tôn vinh người của bạn, tôn linh cái dáng của bạn lên, nó rất là đẹp. Dù bạn sắm ít nhưng mà mặc lên mình tự tin hơn và nhìn sang trọng hơn, thì lúc đó khi mà chúng ta đi gặp đối tác hay đi ra ngoài thì nhìn mình cũng cảm thấy rất là tự tin và năng động. Cho nên chúng ta nên tính toán cho kỹ khi mua một cái vật gì thì khi cần thiết mới mua, và mua những thứ gì mà tốt. Chứ nếu mua nhiều thứ mà những cái thứ không có bền bỉ thì nó không có mang lại cái lợi ích cho chúng ta và nó phí tiền hơn. Sống một cuộc sống có phong cách là sống một cuộc sống cân bằng, và điều quan trọng nhất là một cuộc sống cân bằng là bạn có ai đó có thể yêu và người đó yêu bạn. Sao tình yêu là tình bạn, bạn tốt là người để biết hết về bạn nhưng vẫn yêu quý bạn. Bạn tốt là người đến bên bạn khi những người khác đã bỏ đi. Những người bạn tốt đó, khi chúng ta gặp hoạn nạn đó, thì những người bạn đó quan tâm giúp đỡ chia sẻ thì chúng ta mới đó là thực sự là người bạn tốt. Còn những người bạn nói miệng thì nói tốt mà khi gặp hoạn nạn khó khăn thì đã bỏ chạy thì thôi, đừng nên bao giờ kết giao những người đó. 4 câu hỏi quan trọng trong cuộc đời bạn. Câu hỏi thứ nhất, tại sao bạn cần phải cố gắng? Những đứa trẻ vẫn thường đưa ra câu hỏi tại sao, và đây là câu hỏi quan trọng ở chuỗi các câu hỏi tại sao. Tại sao bạn phải dậy sớm hơn? Tại sao bạn phải làm việc miệt mài? Tại sao cần phải đọc nhiều sách đến vậy? Và tại sao cần có nhiều bạn? Và tại sao cần phải đi xa đến thế? Tại sao cần phải làm ra nhiều tiền như thế? Tại sao phải từ chối nhiều điều đến vậy? Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi tại sao bạn phải cần cố gắng chính là câu hỏi thứ hai. Thì trong những cái câu tại sao này, tại sao chúng ta phải làm việc miệt mài và tại sao chúng ta phải dậy sớm hơn, thì chúng ta dậy sớm thì chúng ta mới nói chung là dậy sớm mới giàu. Những người giàu người ta dậy sớm, không ai người giàu nào mà dậy trễ.
họ phải làm việc miệt mài đó. Thì á, làm việc miệt mài thì để sau này chúng ta mới có tiền. Và đọc sách nhiều thì mở mang tư duy, và đọc sách nhiều mở mang kiến thức, có nhiều bạn kết giao thì trong công việc làm ăn nó sẽ trôi chảy hơn. Còn phải đi xa để hiểu biết, cái thế giới bên ngoài nó như thế nào, và nhìn được cái công việc nó sẽ hiểu hơn và quyết đoán hơn. Tại sao cần phải làm ra nhiều tiền như thế? Tiền là giải quyết được tất cả mọi thứ, không có tiền là không thể giải quyết được cái gì. Cho nên chúng ta phải cực lực, phải dậy sớm, phải làm việc, phải đọc sách, phải có nhiều bạn, phải đi xa thì mới có được tiền. Tất cả những cái câu phải này ở trong đây là chúng ta cần nên phải thực hiện hết tất cả những cái câu này. Câu trả lời câu tốt nhất cho câu hỏi tại sao bạn phải cố gắng chính là câu hỏi thứ hai. Và tiếp tục câu hỏi thứ hai là tại sao không? Tại sao không? Bạn đang định làm gì với cái cuộc đời của bạn? Tại sao không thử xem bạn có thể đi xa hơn đến đâu? Tại sao không thử bạn có thể kiếm được nhiều tiền như thế nào, hay là đọc được nhiều, có thể chia sẻ ra sao? Và tại sao không xem thử bạn có thể trở thành người như thế nào, và bạn có thể trưởng thành đến đâu? Và tại sao không? Dù sao thì bạn cũng sẽ có mặt trên trái đất này cho đến khi khuất bóng. Tại sao không sống theo phong cách mà bạn chọn? Ở câu hỏi thứ ba sẽ xa hơn. Chúng ta nên làm những gì mà chúng ta muốn. Ví dụ chúng ta thích làm một công việc đó mà chúng ta không có quyết đoán, cứ sợ thất bại, cứ sợ tôi không biết, cứ sợ tôi không có kỹ năng, không có kiến thức, thì chúng ta không dám dấn thân vào những cái con đường, những cái câu chuyện, những cái bài học, thì làm sao mà chúng ta thành đạt được, mà chúng ta thành đạt được những cái ước mơ mà chúng ta đã mong muốn. Cho nên cái gì chúng ta cũng phải lao vào, có thất bại mới có thành công. Câu hỏi thứ ba, tại sao không phải là bạn? Có những người làm được những điều gì với có những người làm việc được điều kỳ diệu với xuất phát bình thường. Có không ít người tiến hành các công việc vô cùng thành công. Tại sao không phải là bạn? Tại sao không phải là bạn đang ngắm cảnh sương mù ban mai trên biển ở ở Ái Nhĩ Lan hay ở Tô Bách Lan? Tại sao không phải là bạn đang ngắm chìm trong lịch sử ở tòa hát Tower thành London, hay đang nghiên cứu những bí mật của Kinh đô Westminster ở Tây Ban Nha? Tại sao không phải là bạn đang ăn trưa và thưởng thức cà phê ngon trên con đường Champs Élysées nổi tiếng của Paris hoa lệ? Tại sao không phải là bạn không có gì có thể sánh được với cuộc dạo chơi trong phòng gương của lâu đài Versailles, hay là so với cảm giác khi đứng trước bức tranh Mona Lisa nổi tiếng trong bảo tàng Louvre? Tại sao không phải là bạn đang du ngoạn trên biển Caribe? Tại sao biết có các món hải sản Mami chỗ nào tuyệt vời nhất không? Tôi sẽ chỉ cho bạn. Tại sao không phải là bạn đang mua sắm trên đại lộ 5 ở New York, dừng chân ở Watford hay là Paris để thưởng thức món ngỗng quay đặc biệt với mứt táo kiểu Luco? Tại sao không phải là bạn đang ngắm hoàng hôn ở Arizona? Tại sao không phải là bạn đang hưởng thụ tất cả những điều mà cuộc sống mang đến như vậy? Nhưng phần thưởng trong những nỗ lực đúng đắn là thường xuyên của bạn. Và đây là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi tại sao không phải bây giờ. Tại sao bạn làm chậm trễ thời điểm tương lai huy hoàng mà đồng thời đội của bạn đang chờ bạn? Hãy làm ngay hôm nay, lấy ngay những quyển sách cần nhất, kế hoạch mục tiêu cụ thể. Các bạn nên lập cái kế hoạch mục tiêu cụ thể và một nhân vật thành công, và hẹn mời một nhân vật thành công đi ăn trưa để học hỏi, tìm các phương pháp để nâng cao năng suất của bạn, xây dựng phong cách sống tràn ngập tình yêu và lòng từ thiện, tiếp tục nỗ lực để tin vào bản thân mình. Cái câu hỏi thứ tư này ấy, người ta hỏi chúng ta tại sao không không phải làm ngay như bây giờ, thì những gì chúng ta làm là ta cũng phải làm ngay, làm luôn và làm liền, đừng để ngày mai mới làm, thôi từ từ mới làm, hay đợi
có tiền mới làm hay là giàu mới làm, thì các bạn sẽ không bao giờ giàu được. Những gì chúng ta làm thực hiện thì chúng ta phải quyết đoán và làm nhanh làm ngay các bạn nhé. Và bây giờ Tâm kết thúc cái đoạn video tại đây. Chào các bạn, hẹn các bạn các quý ở cái video tiếp theo.